anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tủi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chịu trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chào em, có chút quà gửi em. Dạ, cảm ơn anh. Để phải thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng dạ. cho anh. Dạ. Là trái tim anh sẽ lớn bao ra phủ lại em, phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đã chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Này em tặng anh cả cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em cũng thích luôn. Đúng màu em thích đúng, đúng em không? Thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. À. Mà như màu phải màu xanh. Màu xanh. À, bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Ừ. Dạ. Sẵn đây em cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hến nổi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây, cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Yêu em yêu cả trái tim, tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. À, yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Yeah. À, cho anh nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. À, yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi muôn đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bạc đầu thủy chung. Rồi anh sẽ. Dạ, cảm ơn. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ, vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi. Hai đứa về chỗ đi. Ngồi nói chuyện với nhau đi. À, em cũng quên, em xin gửi phần cho ông bay mà mối nữa. Chị tặng có được. Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ơi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì vậy? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Gặp phải không? Ừ. Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem ừ. Nhiều con vậy Linh. Không, con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Trời dạ. Đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Hả? Ý là em mua gà trống ở thi thị á. Thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gia đình, trách nhiệm trong gia đình á. Đàn ông của gia đình. Chân chất, mộc mạc. Đúng rồi. À, dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Anh cũng nãy cũng tập trung quá, cũng quên hỏi em á. Không biết em tên gì ạ? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi. Từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ. Em nhớ anh Trang tên gì không? Trang có cần hỏi anh tên gì không? À dạ. Còn anh? Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy vậy giờ hợp rồi đó, hai người quên hết hợp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Còn hai đứa tên đẹp lắm á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền, góp là Điền Trang. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy anh thế nào?
Dạ, anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. Vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Thì chúc anh sẽ biết. Biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân dạng như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm. Đồng cảm với biết lắng nghe. Rồi còn phải lắng nghe rồi trân trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Thì em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà cũng không có sống dở dối với nhau. Dạ đúng rồi. Em cứ dặn như là có ghen không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không ghen vậy chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao? Nó không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Dặn mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... còn ghen anh cũng thích ghen nữa. Ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em... Vậy nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Nên gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ tính sao tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy thì, nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Nhức đầu quá hả? Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính toán về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái gì đó? Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. Mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được mà 5 cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Em nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao, hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó, vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì cái duyên này là thật sự là cái duyên. Cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chính trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Trời á, hay luôn. Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. 2, chúc mừng. Yes.